phẩm Một cuộc đời, một dần nhật nguyệt. Tác giả Minh Đức, Triệu Tâm Ảnh. Tập 1. Gót khất sĩ lang thang. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng long lanh như ánh mật. Chim bay lượn nhẫn nhơ giữa hư không thoáng rạng. Chim ca hót râm ran trên những tàn cây rậm. Gió mát thổi rì rào. Dòng sông xanh in bóng mây trời thênh thang nhẹ hẳn. Thiên nhiên cây cỏ yên ổn vắng lặng, làm cho bao mối ưu tư phiền não của Siddhartha chợt như tan biến mất cả. Siddhartha quay lưng lại bờ sông, nhìn vào khu rừng già trước mặt. Từ đây không cửa, không nhà, không hành trang, tư lương, sở hữu. Hốc đá, cội cây, non cao, động vắng là quê hương. Trăng sao, khói mây, gió sương là bạn lữ. Phải lấy nỗi khổ chung của sanh loại làm mục đích kiếm tìm. Phải đào bới tận nguyên nhân gốc rễ của tử sanh và luân hồi vô tận. Từ đây, ta không còn thao thức, trăn trở chuyện tế thế an bang, chuyện quốc gia chủng tộc, chuyện miếng cơm manh áo đời thường. Hãy để cho các ông vua làm việc ấy, hãy để cho kẻ chạy theo danh lợi thế phàm, quẩn quanh với đủ mọi danh nghĩa hay ho, sặc mùi chân lý, tha hồ cho họ dựng cờ múa kiếm. Ta đã chán mứa mọi thứ vinh quang mà bên sau ngày ngật xú khí, hảo huyền, rỗng không và hạ liệt. Ta đi, phải xé bức màn hư vô ngàn đời để tìm cho ra sự thật. Một tiếng động, hóa ra một chú nai tơ làm gãy cành khô đang đưa mắt trẻ con nhìn chàng. Siddhartha ngồi xuống. Ôi, chú nai có đôi mắt tròn xanh, ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu vô cùng. Chàng nhìn quanh, có bẫy sập hoặc chú thợ săn nào độc ác ở đây chăng? Quạnh vắng, chàng cảm giác như mình vừa được thoát nạn, được bình yên, chứ không phải là chú nai con dại khờ này. Sụp soạt, hai chú sóc rượt đuổi nhau, chạy lên vòng cây cổ thụ, cái đuôi xòe nở ra, trông giống cái chổi lông. Ồ, thiên nhiên yên bình quá, cuộc sống yên bình đang diễn ra khắp mọi nơi. Ừ, Siddhartha ngẫm nghĩ, bạn bè ta còn nhiều lắm, còn biết bao nhiêu là động vật hiền lành. Siddhartha đứng dậy, nhắm hướng đông nam, đi theo mé rừng cây cối thưa thớt, hoa nở từng lùm từng khóm, đủ sắc màu rực rỡ, hương rừng thơm quá, cái thơm tĩnh lặng, dịu dàng, lan tỏa mà không phô trương, kiêu kỳ, gượng gạo như tại chốn cung đình. Đây là khu rừng Anupiyavara. Chàng biết thế là đã đi vào địa phận của vương quốc Mala trụ phú. Khu rừng này chạy dài nhiều dặm, sau đó là đồng bằng và thảo nguyên. Anupiyavara không có nhiều lâm sản quý, nhưng có nhiều voi, báo, sư tử, cọp, nai, hươu, linh dương, ngựa vằn. Có lẽ có ít người khai thác gỗ nên còn nét nguyên sinh, nhưng thợ săn thì chắc nhiều. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, lúc ngẩng lên thì Siddhartha trông thấy một đạo sĩ. Ồ, đạo sĩ mà tay sao lại cầm cung và sau lưng đeo một bó tên sắt. Chàng dừng lại. Xin hỏi, ông là thợ săn phải không? Người đàn ông tóc râu xồm xoàm gật đầu, phải phải. Rồi tò mò nhìn ngắm Siddhartha từ đầu đến chân. Đúng là một bậc vương giả quý tộc mà sao lại đi lang thang nơi xó rừng hẻo lánh này? Ác thú nhiều lắm đó nghe. Siddhartha lại chăm chú nhìn tấm áo màu vàng đất của người thợ săn, ngạc nhiên nói: Ừ, ta từ chốn kinh thành đến đây muốn tập tành đời sống sa môn đạo sĩ, nhưng còn ông là thợ săn sao lại khoác chiếc áo của kẻ tu hành? Người đàn ông cười ha hả, vô tư nói: Khu rừng này nhiều ông sa môn đạo sĩ mặc tấm áo như thế này, không biết sao mà họ không sợ thú rừng và thú rừng không hề sợ họ. Đôi khi lại có những chú hươu, chú nai, thỏ, linh dương
thản nhiên lui tới gần bên họ nữa mới kỳ chứ. Siddhartha nhíu mày. Vậy là ông đã giả trang làm đạo sĩ để giết chúng. Ồ, đúng vậy, kiếm cái ăn thôi mà công tử, khổ quá, đói quá mà. Siddhartha cởi chiếc hoàng bào có đính kim cương, có dệt những sợi chỉ vàng lóng lánh, rồi trao cho người thợ săn. Thôi, ông đổi cái áo ấy cho ta, ta cần có nó hơn là ông. Còn chiếc hoàng bào này cũng khá đắt giá, cỡ mấy trăm đồng tiền vàng đấy. Ông có thể bán nó, lấy tiền để mở một cửa tiệm nhỏ hoặc làm vốn liếng mưu sinh. Hãy kiếm một nghề nghiệp chân chánh, lương thiện. Là thợ săn, nghiệp sát đã nặng rồi, mà ông còn cái nghiệp giả mạo làm đạo sĩ để giết vật nữa, tội càng lớn hơn. Ông biết không? Người đàn ông mừng quá, lắp bắp. Đổi thật à? Công tử, có giỡn không đấy? Siddhartha không nói gì, cúi xuống, cởi luôn đôi giày vương giả, cũng đính trân châu bảo ngọc rồi nói. Đôi giày này cũng vậy, nó cũng là nửa gia tài của ông đấy. Ta đổi luôn đôi dép da trâu của ông. Nhớ, nghe lời ta, hãy sống một đời hiền lương, vô hại. Người đàn ông dạ dạ rối rít, cứ tưởng mình nằm mơ. Trong một lúc mà được đổi đời, sung sướng quá, ông hối hả bước đi như sợ chàng đổi ý. Siddhartha nhìn lại mình, ôi trông giống một sa môn thật sự rồi. Chàng ngồi lại dưới bóng cây mát mẻ, lắng dứt mọi ý nghĩ, lắng nghe hơi thở để nghỉ ngơi. Lần đầu tiên sống đời lang thang, không cửa, không nhà. Lúc Siddhartha mở mắt ra, không biết thời gian trải qua bao lần, chàng đã chìm sâu vào cảnh giới nào đó, thâm sâu lạ lùng, yên tĩnh lạ lùng. Siddhartha cảm nghe cả thân tâm đều khỏe khoắn, no đầy, từng chân tơ kẽ tóc dường như cũng an lạc. Nửa cuộc đời vương giả với ngũ dục tối thượng, chàng chưa bao giờ hưởng được cảm giác an lạc, thanh thoát, êm đềm như thế này. Sau các cuộc hưởng thụ ngũ dục là chán nản, mệt mỏi, ngao ngán. Nhưng sau sự phúc lạc an bình của nội tâm thì nó còn lan tỏa năng lượng mát mẻ, vui tươi, dịu dàng và yên ổn. Siddhartha đứng dậy, khẽ vươn vai rồi bước đi. Nắng chảy tràn trên thung lũng xanh, trên đọt cây, đầu lá. Đến một gốc cổ thụ, thấy trái chín rơi rụng đầy do chim chóc ăn rơi vãi. Chàng cảm thấy đói bụng, bèn cúi xuống lượm ăn. Trái ngọt như mật ong, cũng thú vị. Chàng nghĩ, từ đây ta không còn sơn hào hải vị, chẳng còn thực phẩm cứng mềm thượng vị nữa. Các sa môn đạo sĩ ở Tuyết Sơn lâu lâu về thành, họ chỉ cần dầu và muối, còn thức ăn có lẽ chỉ có lá, rễ, củ và trái cây. Bắt đầu từ nay, ta cũng phải sống như vậy. Ồ, nhưng ta nào biết là rễ, củ, lá, trái nào ăn được và thứ nào không ăn được. Vậy phải học hỏi từ từ, học hỏi trên con đường từ đây. Đến một vũng nước nhỏ trong như mắt mèo, Siddhartha đứng lại, nhìn mình trong vũng nước lặng. Chàng nhìn không ra, đúng là dáng dấp tướng mạo của một sa môn nào. Chàng chăm chú nhìn kỹ, lại có một vị đạo sĩ lạ mặt đứng sau lưng chàng nữa. Siddhartha quay lại, khuôn mặt vị đạo sĩ gầy gò khắc khổ, da sạm đen phong trần, tấm áo vá nhiều mảnh, một bình bát nhỏ bên hông, một ấm nước, tay cầm chiếc gậy trúc. Hiền hữu, đạo sĩ gọi chàng, hiền hữu vừa mới xuất gia làm đạo sĩ phải chăng? Siddhartha chắp tay xá chào rồi đáp, phải, thế còn tôn huynh, trong dáng dấp phong sương, y áo bạc màu thời gian, chắc xuất gia đã lâu lắm rồi nhỉ? Đôi mắt vị đạo sĩ sâu hóm, tóc râu xanh đậm, thân thiện nói, cũng chưa lâu lắm, nhưng đợi lang thang sương gió, nó như vậy đấy. Họ cùng ngồi xuống bên một tảng đá, đàm đạo. Tôn huynh tu học theo ai? Siddhartha hỏi, và pháp môn tu đó ra sao? Trước đây, tôi ở đạo tràng của đạo sư Alara, dòng dõi Kalama.
Pháp môn tu là các tầng thiền định cổ truyền, nhưng tôi tu hoài cũng không chứng đắc được gì cả. Bèn tìm đến ngôi rừng vắng lặng này cùng mấy bạn đồng tu. Vị đạo sĩ chỉ tay ra phía sau góc rừng. Ở trong đó có nhiều hang động mát mẻ và thanh tịnh. Siddhartha nói, trước đây tôi có nghe danh đạo sư Alarakalama từ các phái đoàn khất sĩ. Họ coi vị ấy như một vị thánh sống. Tôi có thể đến đó để học hỏi được không hả Tôn Huynh? Được thôi. Đạo sư Alara bây giờ đang ở trong một ngôi rừng phía bắc thành phố Vesali hiện hữu. Vượt qua khu rừng Anupiyavara này, cứ nhắm hướng đông nam mà tiến, đi hết mấy cánh đồng, mấy thôn làng, sẽ gặp một xa lộ của khách thương khoảng chừng trên 10 do tuần, khoảng trên 120 km, là đến thành phố Vesali, Trù Phú và Thạnh Mậu. Nếu đi chậm, mất trên 10 ngày, tức là vừa đi vừa khất thực, nghỉ ngơi, tọa thiền. Có thể dừng chân ở thành phố ấy mấy ngày nếu hiện hữu thích. Tại đây có nhiều giáo phái trong và ngoài truyền thống. Một kinh thành nổi tiếng có thành phần giai cấp chiến sĩ, phục sức và khí giới chói lòa, đẹp như thiên binh nhà trời. Sa môn, đạo sĩ được tự do hành đạo, quần chúng hoan hỷ cúng dường và khoái thích các cuộc luận tranh đấu khẩu của các luận sư, lang thang sư, ngụy biện sư. Thật là hoạt náo, ồn ỉ và yên tĩnh của tự do tư tưởng. Tuy nhiên, đấy là mặt nổi của hiện tượng, còn các nhóm tu hành chân chính đều rút vào rừng sâu cả. Từ Vesali về hướng đông nam chừng hơn 3 do tuần, sẽ gặp những quả đồi và những cánh rừng già. Đạo tràng của đạo sư Alara ở đấy là địa chỉ mà hiện hữu muốn tìm. Hỏi bất cứ ai, người ta đều biết và sẵn sàng chỉ đường. Ngài có 500 đệ tử ở lác đác các vùng đồi và những ngọn núi kế cận. Hiện hữu nên đi ngay vì nghe nói đạo tràng của đạo sư Alara sắp dời về Magadha, phía tây ngoại thành Ratchagaha. Đạo sĩ say sưa nói rõ ràng phân minh từng chi tiết một. Tuy chỉ là bản phác thảo sơ lược nhưng đã giúp cho Siddhartha khái quát toàn bộ những điều cần biết. Vị này tiềm tàng học vấn, thâm sâu, quảng bác, chứ không đơn giản đâu, Siddhartha thầm nghĩ. Thật vô cùng cảm ơn Tôn Huynh, Siddhartha nói. Vị đạo sĩ quan sát chàng một hồi rồi nói, hiện hữu có nước da sáng như mạ vàng ròng, tướng mạo uy nghi như chúa sư tử. Đôi mắt của hiện hữu xanh trong như mặt nước hồ thu không gợn. Vầng trán của hiện hữu nhẵn bóng như vách đá cẩm thạch. Hiện hữu lại cao lớn, phương phi, cốt cách cao nhã như quý tộc của dòng giống Aryan thượng đẳng từ ngàn xưa còn lại. Tôi không dám hỏi gốc gác của hiện hữu, nhưng rõ ràng hiện hữu không phải kẻ tầm thường. Cả hiện tại cũng như tương lai, hiện hữu là bậc phi phàm, không ai dám sánh. Nhưng mà nắng gió, tuyết sương, giường cây, gối đất, cỏ lá, rễ, củ, trái cây, lót dạ qua ngày, ngại rằng hiện hữu chịu đựng không nổi chăng? Siddhartha thầm nghĩ rằng, anh chàng đạo sĩ này nhìn ta rất kỹ, nói năng giống y nhà nhân tướng học. Tuy nhiên, ngôn ngữ lưu loát, lời nói chí tình, thật đáng trân trọng vậy thay. Bèn cung tay lễ độ. Rất cảm ơn Tôn Huynh những lời chỉ dạy quý báu, tôi sẽ chịu đựng được, thưa Tôn Huynh. Vị đạo sĩ cười ha hả gật đầu. Đúng vậy, đôi mắt vầng trán, cặp chân mày của hiện hữu đã nói lên điều ấy. Tôi đọc được, có một cái gì đó bất khuất, kiên định và dũng cảm tột bậc ở đấy. Nói xong, đạo sĩ tháo dây buộc vai, trao cho Siddhartha chiếc bình bát. Áo nhuộm màu vàng đất kia là đôi cánh, còn chiếc bình bát tầm thường này là chiếc mỏ của con chim. Tôi tặng hiện hữu như một món quà tri ngộ. Cầu nguyện cho hiện hữu bay qua biển rộng sông dài, bay qua muôn dặm trường gian lao khổ ải trước mặt. Thế còn... Không sao. Vị đạo sĩ cất tiếng cười hào sảng. Tôi có người bạn đồng tu bị bệnh thương hàng chết tháng trước. Sau khi quả thiêu, còn thừa một chiếc bát ở trong hang động. Khi từ giả,
vị đạo sĩ còn quay lại dặn dò thêm: hãy kiếm thêm một cây gậy huyền hữu. Khi đi trong núi rừng hoặc qua miền cỏ rậm là sa môn thì không đao, không gậy. Nhưng qua suối thì ngại đá trơn, qua lau lách thì có nhiều rắn độc. Gót chân sa môn thì vô hại, nhưng da thịt thì mềm yếu lắm. Phải tập qua lần lần, từ từ, rồi hiện hữu sẽ vượt qua tất cả. Một lần nữa tôi rất cảm ơn Tôn Huynh tên là gì để tôi còn ghi khắc vào lòng. Thật không đáng gì, tôi là Vapa, dòng dõi Bà La Môn. Còn Tôn Huynh, tôi là Siddhartha, dòng dõi Sát Đế Lị. Chợt Vapa reo lên: ồ đúng rồi, tôi đã ngờ ngợ. Đúng là vị thái tử tài đức văn võ song toàn ở kinh thành cổ kính của dòng dõi Sakya anh hùng mà chúng tôi đã nghe danh thơm tràn qua tai, tràn qua cả trong giấc ngủ. Ôi thật là nhiệm màu. Nhưng mà thôi, hiện hữu nên đi theo con đường của mình. Chúng ta còn gặp lại, chắc chắn là vậy, bắt buộc nhất định là vậy. Siddhartha ngơ ngẩn một lúc, tuy nhiên sau giây phút ngẫm ngợi, thái tử đã đoán ra. Chàng nhớ lúc chàng vừa sinh được 5 ngày, đạo sĩ Asita tiên đoán quả quyết sau này chàng sẽ đắc quả Phật. Trong 8 thầy Bà La Môn thì có 7 người đưa lên 2 ngón tay, ý nói một ở tại vương vị thì làm chuyển luân thánh vương, hai nếu xuất gia thì đắc quả Phật. Riêng Bà La Môn Kundana rất trẻ, chỉ đưa lên một ngón tay, khẳng định thái tử chỉ chọn một con đường và chắc chắn đắc quả chánh đẳng giác. Mấy năm trước đây, trong giới Bà La Môn ở kinh thành có tin đồn Kundana đã rủ 4 người con của 7 vị Bà La Môn năm xưa đi xuất gia, tập sống đời phong sương khổ hạnh để sau này gặp lại thái tử. Như vậy, họ có cả thảy 5 người. Kundana bây giờ có lẽ đã lớn tuổi, tối thiểu là đã gần 60. 4 vị còn lại có thể đều trên dưới 50 tuổi cả. Đạo sĩ Vapa là một trong 4 vị còn lại. Đội sương, đội nắng, đạp núi, đạp rừng, dẫm qua suối khe, triền non, vực thẳm, lòng thái tử vô cùng thanh thản, cứ nhàn hạ bước đi, không nôn nóng, không vội vã. Lâu lâu, Siddhartha gặp một đạo sĩ. Có vài đạo sĩ mình gầy trơ xương, ngồi dưới gốc cây hoặc cạnh một hang đá. Một vài vị khác đang kiếm trái cây rừng qua bữa. Siddhartha đến làm quen, học cách quan sát màu sắc, thân, lá, trái. Loại này ăn được, loại kia thì không. Có đạo sĩ ân cần chỉ cho chàng các loại củ ăn vào sẽ tăng thêm sức lực. Loại lá này ăn vào sẽ nhuận trường, khí huyết mát mẻ. Lại còn có loại chống tháo dạ, giải độc hoặc tiêu trừ nhức đầu, cảm sốt. Đến đây thì kho tàng kiến thức y học cổ truyền mà Siddhartha đã học từ nhỏ được dịp khai thông. Siddhartha vô cùng sung sướng. Có lẽ đây là bài học thú vị nhất trong cuộc đời chàng. Bài học tự mưu sinh để tồn tại. Siddhartha cứ đi mãi. Chàng còn học được trên đường những loại cây có nước ngọt. Có những đọt cây có chất béo bổ. Có những thân cây bẻ ra, nước nhỏ giọt, có tính năng giải khát, tăng năng lực. Có những dây leo bền chắc, có thể kết thành võng nằm, làm dây buộc lều, dây đi qua vực thẳm. Các loại lá có thể kết lại, che mưa đỡ nắng nhiều tháng dài mà không hư mục. Ồ, là cả một thế giới đang trùng trùng bí mật. Với thời gian, chúng hé lộ dần dần. Dường như khởi nguyên của các bộ tộc, người ta sống như thế này đây, chẳng ai tranh chấp ai. Thiên nhiên hào phóng đã ban tặng cho con người tất cả. Nhưng từ khi khám phá ra sắt và đá lửa thì đời sống đã khác đi. Có vũ khí, người ta làm tên, giáo mác để săn bắn và cũng để giết nhau, tranh rừng, tranh đất. Có lửa để nấu chín thịt, để chống cơn lạnh giá mùa đông và cũng để tế thần. Các bộ lạc phát triển sinh sôi các nhu cầu về tư hữu, của cải, tài sản. Đòi hỏi họ phân chia nhiệm vụ lao động, sản xuất. Nhu cầu vật chất cùng nhiều thứ ham muốn càng tăng.
Và thế là càng văn minh tiến bộ thì nhu cầu thỏa mãn dục lạc càng là cái mục đích hướng đến của con người. Từ đấy mà sinh ra cướp bóc, giật giành, bạo lực, đàn áp, bóc lột, chiến tranh, đau khổ, phiền não. Sắc tộc Aryan, dòng dõi của Siddhartha, đã không từ miền Tây Bắc xa xôi xâm chiếm bình nguyên xứ này để chăn thả cừu, dê, bò đó sao? Chúng đẻ ra các giai cấp, ưu đãi giới cầm quyền có học để áp bức đám tiện dân nô lệ cùng khổ đó sao? Siddhartha trầm tư nhiều đêm vì lẽ công bằng trên trần thế cũng không có lời giải. Có một đêm nọ, trời đổ cơn mưa rừng lạnh lẽo, Siddhartha tiềm ẩn tại một hang động có một đạo sĩ tu khổ hạnh. Tấm áo của chàng mong manh ướt át, cộng thêm khí đá khiến chàng lạnh quá, run cầm cập. Lại nữa, nhiều ngày ăn trái lá chưa quen đã nhiều lần bị tháo dạ nên sức khỏe sa sút rất nhanh. Vị đạo sĩ thấy vậy, bước đến vách đá, lấy hai viên đá lửa cọ xát vào một chất dẫn cháy. Góc động có sẵn củi, đạo sĩ lấy từng thanh dựng lên. Lát sau, lửa lan tỏa bập bùng, ấm nóng, reo vui tí tách. Siddhartha học thêm cách lấy lửa. Bên lửa ấm, chàng hỏi đạo sĩ cách tu. Đạo sĩ hỏi chàng lý do xuất gia, xuất thân, dòng dõi. Siddhartha kể thật và rồi chàng nói ra luôn tình trạng sức khỏe sau mấy ngày ăn cây trái chưa quen của mình. Đạo sĩ mỉm cười có vẻ thông cảm, sau đó chỉ chàng một số cách thức bấm huyệt trên cơ thể, nhất là xoa ấm vùng bụng dưới, xoa thật lâu, 108 lần. Siddhartha thấy người khỏe hẳn. Đạo sĩ nói, đi khất thực ở các thôn làng thì tương đối đủ chất nuôi cơ thể, nhưng ở rừng thì thường thiếu tinh bột, đường, chất béo, muối. Ta tu khổ hạnh, lại có thiền định nên dễ dàng vượt qua. Lại nữa, cái cơ thể chúng ta, nó cũng sống bằng thói quen, cái gì cũng tập cả, từ từ mà tập. Lâu dần thì nó tự thích ứng lấy. Đạo sĩ thò tay vào hốc đá, lấy ra một nắm củ, củ tròn dài, cỡ bằng ngón chân cái, kêu một đống than bỏ vào. Lát sau củ chín, thơm lừng lựng. Đạo sĩ nói, đây là củ thuốc hoài sơn, có tính năng tăng lực và điều hòa khí huyết cơ thể. Hiền hữu bị tháo dạ nên dùng chúng để mai có sức mà lên đường. Kẻ tri tạ tấm lòng tốt của đạo sĩ, Siddhartha ăn từng củ một, ngon thơm, mùi béo quá, còn hơn tất cả thượng vị trên đời. Siddhartha hỏi tên củ, đạo sĩ đáp, ta không biết tên, mà cũng chẳng ai biết tên cả. Các đạo sĩ ở rừng đều gọi là củ thuốc, vậy thôi. Một đêm yên tĩnh trôi qua, Siddhartha cảm thấy cơ thể khỏe khoắn như vừa được uống một liều thần dược. Khi từ giã, đạo sĩ tặng chàng hai viên đá lửa, một ít chất dẫn cháy. Chàng cũng không khách sáo gì, thọ nhận bằng đôi mắt biết ơn thầm lặng. Đi thêm nhiều ngày, qua những đồng ruộng, những làng mạc, đến biên địa Mala, lại thêm 90 ngày đường nữa thì thành phố Vesali đã hiện ra. Trên đường đều thấy những đạo sĩ đi chân không, không có gậy, nên Siddhartha cũng bắt chước y như thế. Chàng cũng tập sự đi khất thực. Khi đi qua những xóm nhà, nhận được cơm vắt, cơm sữa, xôi, cà ri, khoai, chuối, vật thực đủ dùng. Lựa một gốc cây, một lùm cây hoặc một cái hang nào đó, bất kỳ. Chàng ngồi xuống quán tưởng rồi chánh niệm, bốc ăn ngon lành. Từ lúc rời vương cung đến nay, ngoại trừ mấy củ thuốc kỳ diệu, thì những ngày qua xóm làng mới thực sự có được bữa ăn đúng nghĩa của nhân gian. Đêm, chàng ngồi thiền chừng một canh, sau đó nằm nghiêng đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, có đêm ngủ được, có đêm thao thức trằn trọc. Vì chưa quen nằm đất gối xương nên sức khỏe sa sút, đã thế cơ thể rất nóng, tấm áo tẩm mồ hôi nhấp nháp khó chịu. Vài ba hôm, Siddhartha trốn vào
một góc suối mương nào đó vắng người để tắm giặt, phơi khô rồi mặc lại. Chỉ với hai manh áo, tấm trong và tấm ngoài, cứ thế đắp đổi qua ngày. Cũng là vấn đề lớn mà chàng Tâm Niệm phải vượt qua, phải chịu đựng. Và quả thật, cơ thể cũng có thói quen thích ứng của nó. Gần một tháng sau, chàng mới thấy quen, mới thấy tạm thời dễ chịu. Đúng như lời tả của Vapa, Vesali đông đúc, thạnh mẫu quá, nhưng tươm tất và sạch sẽ thì không bằng Kapilavatthu của chàng. Vài ngôi làng gần Vesali đời sống no đủ, nhưng ở đâu cũng thấy dê bò và nước tiểu phân của chúng. Súc vật sống cùng người, ở luôn với người, tương tự các thôn xóm nghèo nàn của Sakya, ở đâu cũng rác và xú khí. Tại thành phố thì khá hơn, nhưng bụi rác dơ bẩn thì còn nhiều. Ở đâu, đường nào, góc nào, phố nào cũng gặp đạo sĩ, nhưng trông chẳng ra hồn, ra dạng. Chỉ thấy tóc râu và lết thết dơ giấy. Nhìn họ, chàng chưa dám đi chung. Họ giống với kẻ lang thang, hành khất xin ăn hơn là một đạo sĩ chân chánh. Các vị đạo sĩ gặp ở các hang động thì có cốt cách, phong thái chững chạc, thanh cao, hoàn toàn khác biệt nơi này. Ở Vesali chỉ hai hôm là Siddhartha lại lên đường. Buổi cuối cùng, chàng nhận được thực phẩm thượng vị của hai vị chiến sĩ xuống ngựa đặt bát. Đúng là như thiên binh thiên tướng với quân bào, nai nịch, gươm giáo chói lòa. Họ tò mò nhìn ngắm rồi cúng dường cho chàng. Họ thưa: "Đạo sĩ có phải từ phương Bắc xuống?" "Vâng." "Ngài đẹp quá, ngài khác xa đạo sĩ ở xứ này. Chẳng hay đạo sĩ thường lưu trú ở đâu để chúng tôi còn có dịp cúng dường." Siddhartha mỉm cười từ tốn đáp: "Tôi chỉ mới là kẻ sơ tu, đang lang thang tầm đạo. Mai tôi đã xuôi về Đông Nam, đến đạo tràng của đạo sư Alara. Xin cảm ơn lòng tốt của quý vị." Hôm ấy, ngay lúc ấy, lại có thêm một kỹ nữ từ kiệu bước xuống, đẹp lộng lẫy, phục sức sang trọng xa hoa, trang điểm sáng ngời châu báu. Cô ta cũng muốn đặt bát, nhìn Siddhartha rất lâu, thỏ thẻ nói: "Tiện thiếp cũng muốn cúng dường." Hai vị chiến sĩ sát đế lỵ bước lui, vòng tay mỉm cười. Siddhartha lấy tay ngăn bình bát, đầu cúi xuống nghiêm trang: "Hôm nay vật thực tôi đã đủ dùng, xin cảm ơn thí chủ." Người kỳ nữ nói tiếp: "Thỉnh đạo sĩ một tháng đặt bát cúng dường tại biệt điện Tư Gia, xin ngài chấp nhận cho." Siddhartha nghĩ là nên nói vài lời, không những với nàng kỵ nữ xinh đẹp mà còn với hai chiến sĩ sát đế lỵ. "Tôi đã từ phú quý vinh hoa mà từ bỏ, tôi đã từ ngũ dục tối thượng mà từ bỏ. Vậy chẳng lẽ nào hôm nay ở đây tôi lại loanh quanh lẩn quẩn với những chuyện tương tự như thế này? Xin cảm ơn sự chân tình của quý vị." Nói xong, chàng chậm rãi bước đi. Mọi người tò mò trông theo. Chàng suy nghĩ suốt mấy hôm, cạm bẫy chông gai trên đường trường, trên từng bước chân thì dễ, nhưng cạm bẫy chông gai nơi sự cung kính, trọng vọng, mến thích thì nguy hiểm hơn nhiều. Siddhartha hiểu thêm điều đó, và chàng biết mình chỉ cần tinh niệm trực thức là có thể dễ dàng vượt qua được. Siddhartha với gót chân khất sĩ còn phải lang thang nhiều giữa gió sương và cát bụi. Vị đạo sư đầu tiên vẫn nhắm hướng Đông Nam, theo con đường của khách thương bộ hành đầy bụi bặm. Siddhartha đi mãi. Cứ khoảng xế trưa là chàng đi khất thực ở những xóm nhà. Lại thấy dê và bò, ở đâu cũng dê và bò, phân và rác. Ngoài những cánh đồng lúa bạc ngàn, ngoài ô Vesali còn có nhiều khu vườn trồng ớt, rau cải, xoài cùng các loại cây ăn trái khác. Đời sống muôn dân tương đối no ấm. Thực phẩm họ cúng dường cũng đa dạng, đầy đủ chất, bảo đảm dinh dưỡng cho các sa môn, đạo sĩ. Tuy nhiên, với cấp lao động
vẫn đầu tắt mặt tối, còn giới quý tộc thương gia lại phởn phơ, sung mãn, lợi dưỡng. Ấy là hai cực đoan mà Siddhartha thấy rất rõ. Còn quần chúng chung chung thì thất học, nghèo nàn và cuồng tín. Chỉ thấy lạ một điều, ai cũng vui vẻ, rộng rãi, cung kính các bậc tu hành. Quả thật là một điểm son đáng tự hào. Theo chân các đạo sĩ, ba hôm sau, Siddhartha tìm được ngôi rừng như dự kiến. Đây là khu rừng trấn ngự phía bắc thành phố Vesali, có ba hướng đến, từ những thôn làng, nhà cửa san sát, có vẻ sầm uất, thịnh vượng. Sự thuận lợi ấy có lẽ là điều kiện mà đạo sư Alara chọn lựa để thiết lập đạo tràng. Các đệ tử của ông dễ dàng trong việc khất thực. Len lỏi trong rừng cây rậm rạp, qua mấy ngọn đồi lơ thơ đá tảng xanh rêu, dài ba con suối nước trong vắt, Siddhartha thể hiện ra một thung lũng tươi mát, khí hậu trong lành. Chòi lá của đạo sĩ Alara nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, dưới mấy cội cây cổ thụ tàn lá che phủ sum suê. Ông chừng trên 70 tuổi, rắn rỏi, quắc thước, đang ngồi trên tấm nệm cỏ. Xung quanh ông ước chừng mấy chục đạo sĩ đang nghe pháp. Yên lặng như tờ, chỉ có giọng trầm ấm của đạo sư lại vang vang giữa núi rừng. Buổi giảng pháp chấm dứt, các vị đạo sĩ đảnh lễ thầy, rồi chậm rãi đứng dậy, tản mát ra các hướng ở trong khu rừng để tu tập. Siddhartha bước lại, cung kính lễ bái theo cung cách của một môn sinh, đến ý kiến bậc thầy. Rồi chàng nói: "Thưa Đức Đạo Sư, xin cho phép đệ tử gia nhập hội chúng để tu tập dưới sự dìu dắt của Ngài." Lặng lẽ nhìn vị sa môn trẻ, thật ra không còn trẻ nữa, có tướng mạo đàng hoàng, ăn nói lễ độ, toát ra một cái gì rất thoát tục. Đạo sĩ Alara cất giọng đầm ấm, chan hòa, thân thiện: "Ừ, con cứ tu, ta chấp nhận con. Nhưng con tên gì? Đã từng tu học với ai chưa?" "Thưa, con tên Siddhartha, họ Gotama. Con chưa tu tập dưới sự lãnh đạo của ai cả." Đạo sư Alara vui vẻ gật gật: "Ừ, tốt lắm. Tốt, tốt lắm. Vậy hãy cố gắng tu tập nhé. Pháp và luật của ta cũng khá nghiêm túc đấy. Tuy nhiên, ai chịu khó hành trì đều có chỗ an trú cả." Siddhartha thành kính đảnh lễ rồi lui ra. Lúc ấy trời đã xế chiều, im mát, gió thổi hiu hiu. Chàng lần đến một cội cây, kiếm tạm lá cỏ làm chỗ ngồi. Thế là bây giờ Siddhartha mới tìm ra chỗ dừng chân cho mình trên bước lang thang tìm đạo. Vị đạo sư này nổi danh nhiều phương, và chỉ cần nhìn thần thái, phong cách, giọng nói tự tin, chàng biết đấy là bậc chân tu có sở đắc. Siddhartha cảm thấy yên trí. Chàng ngồi thiền một thời như lệ thường, sau đó đi vào một giấc ngủ khá sâu. Sáng ngày, chim hót râm ran bên tai. Siddhartha mở bừng mắt dậy, thì mọi người đã đi đến các thôn làng để khất thực cả rồi. Có một đạo sĩ từ chiếc lều bên kia con suối bước sang, nhìn chàng, tỏ mối quan tâm. "Mới đến tu à? Vậy hiền hữu hãy ôm bát đi theo tôi. Ở đây thì không lo cái ăn. Các thôn làng quanh đây đa phần đều là đệ tử của đạo sư chúng ta cả. Chỉ cần gắng tu cho tốt thôi." Họ đi vào làng. Siddhartha cũng đã khá quen việc trì bình khất thực, nên cách ôm bát, cách đi đứng có vẻ thuần thục. Vị đạo sĩ bắt chuyện: "Có vẻ hiền hữu đã xuất gia nhiều năm, vậy chẳng hay đạo hữu đã từ đạo tràng nào mà đến đây?" Siddhartha thật tình kể lại một vài chi tiết cần thiết, vừa đủ. Vị đạo sĩ có vẻ mến chàng nên tận tình hướng dẫn. Ông ta vui vẻ cho biết nếu cần các loại trái cây thì nên đến miền nào, thôn nào. Các loại chất ngọt như đường cục, mật ong, mật mía, đường thốt nốt thì ghé chỗ nào, làng nào. Quả là lời chỉ dẫn quý báu. Tuy nhiên, Siddhartha lại nghĩ khác, chàng chỉ muốn đi xin ăn bình đẳng và không chọn lựa.
chàng chỉ thầm cảm ơn người bạn có bụng tốt. Lúc ôm bát vật thực vừa đủ dùng trở về rừng thì mặt trời đã gần đỉnh đầu. Mọi người đang lặng lẽ ngồi thọ thực nơi này nơi khác. Siddhartha trở về cội cây của mình, ngồi xuống nghĩ tưởng ân đức của thí chủ, cầu nguyện cho họ, đồng thời tự khuyên mình đừng nên mê đắm cái ăn, chỉ nên xem đây là năng lượng vật chất để duy trì mạng sống mà thôi. Độ thực xong, chàng đến bên suối rửa bát, rồi tìm đổ nước nơi không có cỏ xanh. Điều này chàng làm tự nhiên thôi, nghĩ là phải làm như thế, chứ chưa có ai chỉ dạy cả. Vị đạo sĩ bên kia suối quan sát việc làm của chàng, gật gật đầu, mỉm cười. Sau khi đi tản bộ kinh hành 5-7 vòng, Siddhartha trở lại gốc cây ngồi thiền định. Khi xả thiền thì đúng vào giờ đạo sư Alara giảng pháp và dạy cặn kẽ pháp môn tu cho từng người. Đến bên đạo sư, chàng được ông ta dạy: "Này, người bạn trẻ, thứ nhất là phải có lòng tin đối với thầy, lòng tin đối với bạn đạo, lòng tin đối với các giá trị tinh thần thiêng liêng. Thứ hai là phải hành trì học giới. Học giới có nhiều lắm. Cuối mỗi nửa tháng sẽ có một vị luật sư tuyên đọc cho hội chúng nghe. Nhưng có những học giới quan trọng, có lẽ người bạn trẻ cũng hiểu rồi. Đó là không được giết hại sinh mạng chúng hữu tình, không được dâm dục, không được trộm cắp và không được tà mạn. Thứ ba là cách đi đứng, ăn nói khi giao tiếp với bạn đạo, khi vào trong các xóm làng. Và cuối cùng là phải nghiêm túc trong hành trì, tu tập thiền định ngày đêm không được lơ là, ngoại trừ lúc đi khất thực, tắm giặt, vệ sinh thân thể và ngủ nghỉ. Nên ngủ rất ít, đêm 3 canh chỉ ngủ 1-2 canh. Sau đó, đạo sư Alara ân cần hướng dẫn cách theo dõi hơi thở, chú niệm vào hơi thở như thế nào. Siddhartha kính cẩn lui ra. Việc trước nhất là phải làm một cái chòi lá. Chàng đi vào rừng, lát sau mang về một vác nặng. Nhờ đã học hỏi trên đường nên Siddhartha dễ dàng tìm cây và lá cần thiết. Rồi vác thứ hai, vác thứ ba. Siddhartha thú vị. Say mê công việc mới của mình. Đến chiều tối thì mái vòm lá của chàng khá đẹp, khá tiện nghi. Ông bạn đạo sĩ bên kia suối đứng ngắm nhìn cứ tấm tắc khen ngợi mãi. Việc tọa thiền điều hòa hơi thở, chú niệm vào hơi thở thì Siddhartha đã quen. Khuya, chàng xả thiền và nằm nghiêng lưng trên đám lá. Ngày mai phải làm một sạp cây ngăn khí đất để giữ gìn sức khỏe, chàng thầm nghĩ. Khoảng đầu canh ba, Siddhartha thức dậy, tọa thiền, rồi đi kinh hành, chú niệm vào từng bước chân. Trời sáng hồi nào không hay. Buổi sáng, Siddhartha đi khất thực, rồi với những công việc như lệ thường. Buổi chiều, Siddhartha lại vào rừng, lấy cây kết làm giường nằm, cùng vài đồ dùng cần thiết khác. Lúc tắm giặt, người bạn đạo sĩ tặng chàng một tấm vải cũ, có lẽ là tấm vải bó tử thi đã giặt sạch. Siddhartha hoan hỷ cảm ơn, vì quả thật chàng cần một tấm để mặc trong mỗi khi giặt giũ. Và cứ thế, Siddhartha quen dần với đời sống tại nơi này. Dài 3 ngày, chàng tìm đến đạo sư trình pháp một lần. Đạo tràng của đạo sư Alara vào các ngày giữa và cuối tháng, cư sĩ nam nữ các thôn làng đến rất đông. Những khi như vậy thì đạo sư Alara thuyết pháp, giảng đạo suốt ngày. Thỉnh thoảng có vài vị đệ tử lớn tuổi thay thầy vài thời pháp. Họ nói nhân quả, thiện ác, nghiệp báo, luân hồi tử sanh, phước báo, các cảnh trời. Nói tóm lại, Siddhartha nghe rất thuận tai. Có điều, chàng thấy giáo lý tuy đúng, nhưng có nhiều kẽ hở, nhiều chỗ còn mù mờ, chưa được rõ ràng, chưa được sâu sắc. Nó không được minh nhiên cho lắm. Siddhartha chỉ thầm nghĩ như thế, chẳng dám nói với ai. Mỗi tháng có 2 buổi tối,
mấy trăm vị đạo sĩ tập trung lại dưới trăng. Những bó đuốc cháy bập bùng, nghe các vị luật sư thay phiên nhau tuyên đọc học giới. Ồ, quá ra cũng hay lắm. Cách đi đứng, ăn nói, ngủ nghỉ, nằm ngồi đều có học giới cả. Rồi còn cách giao tiếp, ứng xử với mọi người, từ vua chúa, quý tộc, các giới cấp xã hội phải như thế nào cũng có những chế định. Khá toàn hảo, chàng nghĩ, nhưng dường như muốn cho toàn thiện, toàn mỹ hơn thì còn cần nhiều và nhiều nữa, như cách mặc y, mang bát, cách giữ tâm bình đẳng, mắt phải cúi xuống nhìn phía trước một đòn gánh, hai đòn gánh. Bạn đạo thì phải sống với nhau như thế nào? Ví dụ như thân cần phải hòa hợp, lời nói cần phải hòa hợp, ý nghĩ cần phải hòa hợp, tri kiến cần phải hòa hợp. Nếu đi sâu hơn nữa, muốn giáo pháp được hưng thịnh, muốn giáo pháp được hưng thịnh thì phải như thế nào nữa? Cả thầy và trò còn cần phải có những quy định cho người sống ở rừng, ở thành phố, làng xã nữa. Mà thôi, chàng nghĩ, tìm được một đạo tràng chân chính như thế này là quý lắm rồi. Hôm kia, Siddhartha đến gặp đạo sư Alara để trình pháp. Đệ tử theo sự chỉ dạy của thầy để điều tức. Ban đầu đệ tử theo dõi hơi thở, sau đó bám sát, dính chặt vào hơi thở một cách liên tục, không gián đoạn. Khi đã an trú được rồi, thì tất cả mọi tạp niệm lao xao đều lắng dứt. Theo đó, hơi thở của đệ tử càng lúc càng nhẹ nhàng, chỉ còn như làn khí mỏng manh tới lui. Thiền định theo dõi làn khí ấy thì thấy nó càng lúc càng trong và sáng ra. Cứ chú mục mãi vào cái trong, cái sáng ấy thì lát sau, ngoại giới vong bạc, cái tướng sáng của hơi thở càng lúc càng trong. Trú tâm an trú vào cái tướng sáng trong ấy, giây khắc sau, đệ tử cảm nhận một trạng thái tịnh định với phúc lạc chưa từng có trong đời. Đệ tử có thể ngồi một canh hai canh với niềm tịnh định phúc lạc ấy. Đó là cái gì thưa đạo sư? Hoàn toàn đúng, này người bạn trẻ, đấy là tầng thiền thứ nhất. Bây giờ con cứ vào ra tầng thiền ấy cho thuần thục. Vài ba hôm nữa, con hãy đến trình ta, thử xem thế nào. Y lời thầy, Siddhartha đi vào đi ra thiền ấy. Hôm sau, chỉ cần chú tâm vào hơi thở là chàng đi vào định với thời gian rất ngắn. Rồi chàng muốn trú vào phúc lạc, tức khắc có ngay phúc lạc và giữ nguyên trạng thái an tĩnh thâm sâu ấy đôi khi cả đêm. Sáng ngày, tinh thần phơi phới, an lành như qua một giấc ngủ ngon, không mộng mị. Con đã qua tầng thiền thứ hai, tầng thứ ba của thiền định. Tuy nhiên, nay người bạn trẻ, trạng thái phúc lạc của định tam thiền đã rất thâm sâu nhưng vẫn còn thô tháo. Con hãy bỏ nó để bước lên một cảnh giới cao hơn, ấy là thấm sâu vào trạng thái thanh tịnh, yên ổn, trầm lặng, cùng sự quân bình tâm hồn một cách tuyệt hảo. Con đã tiến bộ vượt bậc chưa từng thấy, nhưng còn phải nỗ lực tinh cần nữa. Chỉ một hôm sau là Siddhartha đến trình pháp, và đây thiện chứng thứ tư. Đạo sư Alara nói, thật là tuyệt vời, người bạn trẻ. Bây giờ con hãy từ bỏ hơi thở, chỉ chú tâm vào cái tướng sáng tròn lặng ban đầu. Chỉ chú tâm miên tục vào nó thôi. Đến lúc nào con thấy mọi vật chất, mọi hình sắc đều tan biến. Chỉ duy trì cái tưởng hư không rộng lớn, mênh mông, vô biên. Tất cả con, vũ trụ, vạn hữu, không còn nữa. Tất cả chỉ còn hư không vô biên mà thôi. Chỉ ít hôm sau là Siddhartha đạt được tầng thiền ấy. Ở đây, mọi cảm giác không còn nữa. Mọi ý niệm khổ và lạc trong tâm cũng vắng bóng. Chỉ còn hư không vô biên, vô hạn là tồn tại. Càng chú mục vào thêm nữa thì nội tâm và ngoại giới càng vong bạc, không còn ý thức ngã và ngã sở. Chúng chìm mất vào miền hư tỉnh của hư không vô biên ấy. Lúc xả thiền, cái tưởng ấy vẫn còn mạnh. Mọi hiện tượng xung quanh như người,
vật, cây cối thấy đều mơ hồ. Siddhartha lắng nghe hơi thở, nhịp đập của tim thì mọi cảm giác, ý thức mới bắt đầu hoạt động trở lại. Lúc đi vào xóm làng khất thực, Siddhartha lắng nghe mình có thay đổi gì không, qua mắt nhìn, qua tai nghe, rồi mọi ký ức, hồi tưởng, suy nghĩ có sự chuyển hóa nào chăng? Chúng vẫn vậy, chúng vẫn lăng xăng, lao xao, qua lại. Tuy có yên lắng, trong sáng hơn, nhưng tâm trí vẫn còn nguyên những câu hỏi, những khát vọng gì đó chưa thỏa mãn. Trên lối mòn về rừng, Siddhartha chợt đứng lại, chú tâm vào tưởng định đã đạt. Một lát, hư không vô biên lại hiện ra, chàng và mọi hiện hữu không còn nữa. Xả thiền, Siddhartha chậm rãi bước đi, lắng nghe, thì cảm giác, ý thức, tâm trí trở lại như cũ. Giờ trình pháp, Siddhartha nói ra tất cả mọi cảm nhận của mình, kể cả hoài nghi các ý thức thường nghiệm. Không ai có sự cảm nhận sâu sắc, diễn đạt trạng thái trong định, ngoài định, rõ ràng chân xác như chàng trẻ tuổi này. Đạo sư Alara thầm nghĩ. Tuy thế, ông nói, không sao đâu con, đấy là tầng thiền vượt qua mọi sắc tướng. Khi ở trong định ấy, thì thế gian, vạn hữu, tất cả mọi sắc pháp không tồn tại. Con đã tiến bộ một cách phi thường, nhưng bây giờ con phải rời tướng hư không ấy. Đúng, con nói đúng, hư không ấy có được là do tưởng của ta cảm nhận, do tưởng của ta biến hiện ra. Tầng thiền cao hơn mà con phải bước lên là chỉ có ý thức, chỉ có ý thức. Thức vẫn là nền tảng của mọi hiện tượng, đồng với vạn hữu. Thức tràn ngập, châu biến, không có ngăn mé. Lại chỉ vào hôm sau, Siddhartha đạt tầng thiền thức vô biên ấy. Chỉ có thức, thức vô biên, vô tận. Vậy nó là kinh nghiệm, là trạng thái. Nếu rời bỏ kinh nghiệm và trạng thái ấy, toàn bộ cảm giác và tri giác của ta ra sao? Siddhartha suy nghĩ. Lúc xả thiền, chàng lại tập nhìn, lắng nghe. Do năng lực của thiền còn được duy trì, Siddhartha tiếp đối ngoại cảnh. Chàng thấy rằng ở đâu cũng có thức, do thức, không có thức thì không có gì cả. Một hạt cát, một làn gió, một tiếng chim, một chiếc lá rơi, một giọt sương cũng do thức cảm nhận. Một ý tưởng nhỏ nhiệm, vi tế cũng như vậy. Cả sơn hà, đại địa, nhật nguyệt, thiên hà cũng bởi thức mà hiện hữu. Tuy nhiên, nếu thức là vô biên, nền tảng như thế thì... Tuy nhiên, nếu thức là vô biên, nền tảng như thế thì vui buồn, khổ lạc, tham sân, những chướng kẹt tri kiến của ta ra sao? Ồ, chúng có thay đổi do tâm và trí được trong sáng, thanh lặng hơn. Nhưng ta vẫn là con người cũ. Mọi căn để phiền não vẫn chưa được lìa xa. Vẫn chưa được xa lìa, có thể nó yên lắng, nhưng chưa thật sự đoạn trừ được. Siddhartha lại đến trình pháp với những cảm nhận riêng tư cùng thắc mắc của mình. Đạo sư Alara vô cùng khen ngợi, gật đầu lia lịa, rồi bậc thầy khả kính ấy lại hướng dẫn chàng một loại định cao hơn. Ông nói, khi nghĩ là không vô biên thì chỉ có không vô biên là nền tảng của vạn hữu. Khi nghĩ thức vô biên thì thức vô biên là nền tảng của mọi hiện tượng. Con biết sao không? Định trước thì ta vướng, đối tượng không vô biên ngoại giới. Định sau thì ta kẹt, năng tri thức vô biên nội tâm. Vậy thì phải xả bỏ đối tượng, xả bỏ năng tri, lìa không vô biên bên ngoài, thức vô biên bên trong, để bước đến một cảnh giới cao hơn, không có gì cả. Không có gì cả là không còn năng sở, chủ khách, trong ngoài, đối tượng và nhận thức. Thật là quá rõ ràng, Siddhartha nghĩ, chàng bái tạ đạo sư. Alara rộng mở thêm cho chàng một chân trời mới, và lộ trình tu tập từ bước đầu cho đến bây giờ, chàng thấy thật là chặt chẽ, minh nhiên.
là sự diễn ly từng bước một, từ cạn vào sâu, từ trạng thái thô tháo đến di tế, từ cảm giác tri giác, nó lộ ra từng nấc trên chiếc thang bước đến giải thoát. Siddhartha có lòng tin đối với đạo sư, trở về gốc lều của mình, chàng lại công phu tinh cần miên mật. Trong thời gian tu tập ở đây, lần hồi có khá nhiều đạo sĩ tìm đến làm quen với chàng. Nhìn dốc dáng cao lớn, uy nghi, đường bệ của Siddhartha thì ai cũng ngần ngại. Nhưng khi trao đổi chuyện, họ không ngờ chàng vui vẻ, hòa nhã, lịch thiệp, rất dễ thân cận. Nhất là ông bạn ở bên kia suối, thấy chàng tiến bộ quá nhanh chóng và sự ổn định, trầm tĩnh, thanh thoát ở nơi chàng cuốn hút mãnh liệt, nên ông ta thường tìm đến học hỏi. Siddhartha ngoài thời gian công phu tọa thiền hay kinh hành, hễ rảnh rỗi là chàng tận tình hướng dẫn người bạn đồng tu. Nhờ kiến thức uyên bác từ quá khứ, nhờ lộ trình bước đi thật sự vững chắc, nhờ nghiêm túc hành trì lẫn chiêm nghiệm cá nhân, Siddhartha đã cặn kẽ hướng dẫn với lối giải thích rõ ràng, khúc chiết, dễ nghe, dễ hiểu, dễ hành trì. Vị đạo sĩ sung sướng, hân hoan vô cùng. Đúng là học thầy không thầy học bạn. Siddhartha có kiến thức như biển rộng trời cao, lại có cách nói bằng lời, bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng cử chỉ, giúp cho đạo sĩ lãnh hội rất nhanh chóng, hơn cả đạo sư Alara của ông. Nhờ vậy, đạo sĩ hành trì có hiệu quả trông thấy. Chỉ non tuần lễ, Siddhartha đã đi vào định vô. Siddhartha đã đi vào định vô sở hữu xứ, là định không còn dính mắc bên trong, bên ngoài, khi khởi lên tướng không có gì cả. Siddhartha chưa đến trình pháp dội, chàng cần có thời gian đi vào đi ra định ấy cho thuần thục, đồng thời chiêm nghiệm nó, giác tri nó ra sao. Vì đạo sĩ bạn đã vào được tầng thiền thứ hai, hoan hỷ lắm. Lúc này, thường cận kề Siddhartha, tìm cách giúp đỡ việc này, việc kia, tự coi mình như đệ tử, phải quan tâm hầu hạ thầy. Tôi là Pukusa. Hôm kia, đạo sĩ nói, đạo sư Alara Kalama đạt được sở đắc rất cao. Một lần nọ, ngài ngồi dưới gốc cây bên cạnh đường. Lúc ấy có mấy trăm cỗ xe bò đi ngang mà đạo sư không hề nghe biết. Thật là hy hữu, thật là vĩ đại. Siddhartha mỉm cười. Ừ, đúng vậy ông bạn. Đạo sư của chúng ta trú định rất sâu nên mới làm được vậy. Cả tôi, cả bạn, ai cũng có thể bước vào cảnh giới mà bạn gọi là hy hữu, là vĩ đại ấy. Pukusa tròn mắt. Thật thế sao? Siddhartha giải thích. Đấy là định vô sở hữu xứ. Tôi đã kinh qua định ấy. Và khi trú thâm sâu thì có lẽ 500 cỗ xe đi qua vẫn không hay biết là chuyện bình thường. Vào định ấy, ta dường như đóng cửa tất thảy mọi cảm giác, tri giác, tâm hành. Ông bạn ạ. Vị đạo sĩ há hốc miệng. Siddhartha lại thở dài. Tôi đã rà soát, xem xét, chiêm nghiệm định ấy và thấy rõ rằng khi ở trong định ấy thì ta an ổn, vắng lặng, trong sáng, vô nhiễm. Nhưng khi rời nó rồi, trong tôi vẫn day dứt những câu hỏi như những nhức đau về lễ tử sinh, về sự giới hạn của đời người. Trong ta, xung quanh ta, vạn hữu vẫn tồn tại sự bất toàn, đổ vỡ, trống không. Chẳng có cách gì vượt qua, giải thoát chúng được. Ông bạn thân mến ạ. Vị đạo sĩ sững sờ. Quả thật, ông ta không ngờ vị sa môn dáng dấp rồng phượng quý tộc dương giả ấy trong thời gian chỉ hơn tháng đã có những sở đắc ngang với đạo sư của y, và bây giờ lại còn tỏ vẻ hoài nghi, còn tìm cách vượt qua đạo sư Alara nữa chứ. Hôm ấy là đêm rằm, trăng trong dằng dặc. Sau khi hàng cư sĩ đến cúng dường thỉnh pháp ra về hết, Siddhartha vào gặp đạo sư Alara Kalama, trình bày thiền chứng của mình,
rồi mong Ngài hướng dẫn cho một sự tu tập cao hơn. Nỗi vui mừng rạng rỡ trên khuôn mặt già nua, đạo sư tán thán: "Thật là hy hữu thay Siddhartha, thật là vĩ đại thay Siddhartha. Cái mà ta tu tập một đời, hành trì một đời, người bạn trẻ chỉ hơn một tháng công phu, trong số đệ tử của ta chưa ai được như thế." Siddhartha cúi đầu nhũng nhặn: "Xin thầy mở lượng quảng đại, đưa đệ tử bước lên một cảnh giới quan rạng hơn nữa. Thiền định vô sở hữu xứ này tuy tròn trặn sáng trong như lưu ly, nhưng lúc trở về với cảm thức thường niệm thì mọi lợn cợn dẫn đục, mọi thao thức trăn trở về chuyện sống chết, nguyên nhân tối hậu của trầm luân trong đệ tử vẫn còn y như cũ." Đạo sư Alara Kalama nhìn Siddhartha trầm ngâm giây lâu, rồi với giọng rất chân tình: "Này Siddhartha, nói thật, ta cũng chỉ có chừng ấy. Ta cũng chỉ có được chừng ấy. Ta chẳng có gì phải giấu giếm người bạn trẻ. Cái mà ta chứng đạt thì Siddhartha cũng đã chứng đạt, không hơn ta mà cũng không thua ta." Chợt ông hỏi han thân mật: "Vậy xuất thân dòng dõi thế nào hả Siddhartha?" "Đệ tử thuộc dòng dõi Sát Đế Lỵ, vương triều Sakya, là thái tử con vua Suddhodana, mẹ là hoàng hậu Mahamaya. Sắp đến ngày đăng quang dương vị, đệ tử từ bỏ tất cả để xuất gia tầm đạo, thưa đức đạo sư." "Ồ, thật là đáng kính phục." Đạo sư Alara tấm tắc khen ngợi: "Tất cả những gì toát ra nơi người bạn trẻ đều phi phàm, muôn triệu năm may ra mới có một. Bây giờ cái gì ta thành tựu thì Siddhartha cũng đã thành tựu rồi. Vậy hãy ở lại đây Siddhartha, con rồng dương giả, hãy ở lại đây để cùng ta chăm sóc hội chúng này. Ta sẽ xem Siddhartha như một người bạn vong niên. Ta già rồi, và dưới ta, kể cả đệ tử lâu năm, chẳng ai có thể ngang bằng Siddhartha để có thể kế thừa sự nghiệp được cả." Siddhartha chưa dám trả lời thẳng thắn là không thể, sợ đạo sư Alara buồn, chàng cúi đầu lặng lẽ. Nhưng khi thấy đạo sư muốn triệu tập hội chúng để tuyên bố sở đắc của chàng cùng tư cách kế thừa bậc đạo sư, chàng nghĩ là nên nói thật tốt hơn, nghĩa là chàng đã từ chối rất lễ độ. "Rất tri ân đạo sư," Siddhartha nói, "đệ tử không thể kế thừa sự nghiệp vinh quang mà đạo sư đã hứa khả. Đệ tử chưa đủ đức, đủ trí, đủ tuổi tác, đủ kinh nghiệm, đủ kiến thức, đủ sở hành để hướng dẫn hội chúng đông đúc này. Đệ tử còn trẻ quá về mọi phương diện. Lại nữa, đệ tử còn cần phải hành trì, phải tu tập, phải tìm cho ra lộ trình bất tử, giải thoát toàn vẹn và toàn mãn mọi khổ đau sinh tử và của rối bời tri kiến. Đệ tử còn cần phải lên đường. Xin đảnh lễ từ tạ đức đạo sư, người đã quan tâm, ưu ái, chiếu cố đệ tử bấy lâu nay." Tuy rất buồn vì sự ra đi của người học trò ưu tú, nhưng đạo sĩ Alara biết là sự chứng đắc của mình còn nhỏ bé, trí tuệ của mình còn giới hạn, quả thật không thể giữ cánh chim bằng đang khao khát tuyệt đối. Cả đạo tràng hay tin, ai cũng bàng hoàng, sững sờ. Hóa ra, Siddhartha mới đó mà sở đắc đã bằng đạo sư Alara nổi danh, lại còn hướng đến chân trời khác nữa. 40-50 năm nay mới có một người, một nhân cách siêu việt. Trăng đã về khuya, cả mấy cánh rừng dường như không ngủ. Mấy trăm vị đạo sĩ còn thầm thì nói chuyện về một sự kiện hy hữu phi thường, cùng nhân cách cao diệu của Siddhartha khi chàng từ chối chức vị lãnh đạo hội chúng.